Hai vợ chồng nhà Poodle đang vui chơi thưởng thức mùi hương của những giọt sương buổi sớm. Cô vợ đã ở bãi, anh chồng đã ở bãi. Và bỗng nhiên ở đâu lại xuất hiện ra một anh chó phốc nhỏ đen hơi. Trước sự quyến rũ từ chú phốc đen kia, cô vợ của anh chàng Poodle đã mùi lòng để cho anh phốc đen ôm ấp. Làm gì thế thằng kia? Còn cô, sao lại để nó ôm ấp thế? Đâu, em có làm gì đâu. Anh chồng của cô Poodle thấy vậy thì máu ghen đã dồn lên não. Ngay lập tức anh chạy tới và quát cô vợ của mình. Lại đi khách sạn với thằng phốc đen kia hả? Em chỉ ôm anh ấy giao lưu thôi mà. Tính anh nhỏ nhen thế. Thế có về không? Không về đấy, làm gì được nhau? Thế là cô làm sao? Anh làm sao? Ngon thì đánh tôi này. Và thế là hai vợ chồng họ lại lao vào nhau chiến đấu. Chiến đấu bằng bốn chân. Tiếp đến là chiến đấu bằng hai chân. Thách thức này. Tôi mới là góc nhà của cô nhé. Anh làm sao? Cô giỏi thì cắn tôi này. Cô em vợ thì liên tục ngăn cản hai vợ chồng đánh nhau, nhưng có vẻ không được. Anh đi chỗ khác đi, theo tôi làm gì? Thôi, đừng giận nữa nhé. Đâu có giận đâu. Lát tôi đi chơi, anh về trước đi nhé. Chỉ đến khi có một anh chàng chó tập gym đi qua, ngăn chặn cuộc chiến mới kết thúc.